Okay, hello các bạn mình, hôm nay sẽ cùng mình đi săn đồ nha. Let's go. Ok, và bây giờ mình đang ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Mình sẽ đi đến chợ Bàn Cờ. Thường thì thứ sáu thì chợ Bàn Cờ sẽ khui giày mới. Và nghe nói gần đây thì quần áo cũng nhiều hơn. Thì cùng mình đi thử xem coi chợ Bàn Cờ có gì hay nha. Để mọi người không bị lầm á, thì khi mà mình vừa qua ngã tư của Nguyễn Đình Chiểu với lại Cao Thắng á, thì mình sẽ quẹo vô đường Bàn Cờ luôn, chứ không phải là mình đi trên cái chợ Bàn Cờ như dường như là cái chợ đồ ăn Bàn Cờ là khác nha, nghĩa là cái chợ truyền thống Bàn Cờ là khác, còn chợ Si Bàn Cờ thì nó lại nằm ở bên hông. Thì vừa qua ngã ba Cao Thắng thì mình sẽ quẹo vô đường Bàn Cờ, nghĩa là cái đèn xanh đèn đỏ tiếp theo đây nè, mình sẽ quẹo phải ngay cái Aribank nha. Cái mình có gặp cái đường hẻm bên trái đầu tiên mình quẹo vô. Mình sẽ đi trước một vòng bằng xe máy cho mọi người thấy sơ qua cái chợ. Ok, đây là chợ, bây giờ mình sẽ gửi xe. Với kinh nghiệm của mình thì khi mà mình đi bất kỳ chợ Si nào cũng vậy thì mình nên là gửi xe, xong rồi sau đó là đi bộ thì bạn sẽ dễ xem đồ hơn, nó không phải mất công đi. Đầu tiên là không phải để ý xe, thứ hai là bạn sẽ thoải mái hơn. Có cần phải gửi giày ra không chú? Cởi giày cho coi. Dạ. Một cái lưu ý tiếp theo khi mà các bạn đi chợ Bàn Cờ là hầu như là khi, nếu được thì các bạn nên đi dép. Tại vì ở đây thì thường phải bỏ giày ra, lỏng là đi giày giá trị thì có khi bị đá. Đây, cực kỳ. Chú cho con hỏi kaki bao nhiêu một cái chú? Dùng kaki bao nhiêu một cái? 180 một cái. Đây là shop chuyên giày với lại ba lô nó. Nói chung á là mình không có hợp với lại Bàn Cờ cho lắm. Đầu tiên là cái giá của nó quá chua, để ví dụ như mình có thể mà đi săn về và bán lại, nó rất là chua luôn. Thực ra nó chỉ phù hợp với lại bạn tự đi mua, bạn về bạn mặc thôi, nhưng mà với yêu cầu là phải có kinh nghiệm đó. Còn không thì nó thực sự là các bạn nên tìm một cái location nào đó, nó cái địa điểm nào đó nó giúp các bạn tuyển chọn đồ rồi sạch sẽ, rồi nó cái gì đó nó sẽ hay hơn với người tâm lý người mua. Thì đối với mình nó như vậy, thực sự mua khá là mệt nhưng mà cuối cùng cũng không mua được gì, tại vì cơ bản là giá họ cao như shop vậy, trong khi là đó là chợ thì với mình nó có một cái gì đó nó vậy thôi. Mà đồ mới thì cũng từ đó mà ra, thì các bạn cũng có nhiều lựa chọn hơn. Các bạn có thể là dành thời gian sợ stress thì có thể đi đi chợ này nọ ăn uống. Mình thì mình vẫn ưu tiên là recommend với bạn là đi ghé các shop quần áo, người ta đã tuyển chọn giặt giũ rồi, người ta cũng
nó cũng sẽ hay hơn là cái chuyện là các bạn phải vừa đổ mồ hôi vừa phải lăn lộn mà còn phải mua có một cái mức giá nó hơi nhỉnh như vậy. Mình đang trên đường 3 tháng 2 thì có một cái địa điểm mà mình thấy nó khá là ấn tượng nha, cũng lâu lắm mà mình chưa ghé lại, thì hôm nay mình cũng sẵn dịp đang đi ngang qua cho nên là mình ghé lại luôn. Mình thích cái không khí Sài Gòn nó kiểu như thế này, nó cũng kẹt thì tất nhiên là kẹt là không ai thích rồi, nhưng mà nó cứ tấp nập, nó đông đúc như thế này, nó cho mình một cái sức sống mà thực sự là dù đi tới bất cứ đâu cũng không bao giờ có được cái tinh thần của Sài Gòn. Ở đây có mấy đôi tùm vợt hơi bị ác. 1970. Cho con hỏi mấy cái quần jean với quần kaki giá sao cô? 150 cái. Ok, quá hợp lý. Dạ rồi. Cái này là size vừa không hết luôn đúng không? Đủ cỡ chưa? Nghĩa là bây giờ vậy nè, thì con thấy trước mắt trên cái bề mặt thấy con thấy size đẹp lắm nè. Thì để con coi con lựa sao, còn giờ giá lẻ giờ hiện tại con đang là bao nhiêu? Anh bác em, con trai mua về bán thì anh nói giá thật sát đi, con trai về bán. Nếu mà ví dụ như giờ 10 cái, 20 cái, 30 cái vậy đó. Ờ, mình trả tầm đi dễ. Bây giờ con mua cái gì? Giờ con mua quần Levi. Levi bán cho con 200 rồi. Nếu 10 cái ha sao? 10 cái ha. Còn mà hơn nữa thì hơn nữa thì hạ xuống thấp. Rồi ok. Thì mình kiểu mình dành cả một ngày rồi, thật sự là từ chiều đến giờ đi là mình không mua được cái gì hết, và mình cũng cảm giác là ngày hôm nay của mình là trống vắng rồi, trống vắng chiều nay rồi. Và cuối cùng thì đến tiệm này thì mình cũng đã mua được một cái lô hàng Levi, nó cũng đúng như là cái mặt hàng mà bữa giờ mình cũng đang kiếm. Thì bây giờ tình hình dịch là hầu như hàng hóa tất cả mọi thứ đều nó không có về được, nói chung là nó cũng khó khăn trong cái chuyện đó, từ mối nhỏ đến mối lớn là không có ai có hết. Thì nếu các bạn có dịp thì các bạn ghé lại ủng hộ cô chú ở tại số địa chỉ là 309 đường 3 tháng 2, phường 10 quận 9, phường 10 quận 10. Là vlog đầu tiên nên mình cũng không biết là mình nói nó đúng nó sai hay là nó có được hay không, thì mong là nhận được cái góp ý của mọi người để mình rút kinh nghiệm cho những cái video tiếp theo. Đó. Vui lắm các bạn, thật sự hôm nay quá là vui luôn. Hẹn các bạn trong một ngày.